vật tiên quyết là một phiếu khám khỏe tổng quá nhà tài trợ đề vận tuyển. Và ứng dụng đặt tên lên điện thoại thông minh. Tôi tên là Nguyễn Huy Việt. Một cái tai nạn kíp mìn thì đã khiến cho tôi mất đi thị lực từ năm tôi 7 tuổi. Sau đó là tôi đã phải tập để mà làm quen với cái cuộc sống không ánh sáng cho đến ngày hôm nay. Sáng dậy chỉ bằng 4 bước thì tôi đã đến cầu thang, thêm 17 bậc thì tôi xuống đến tầng 1. Qua 3 cái ngã 3 và 2 cái ngã 4 rất là lớn. Khi mà đi đến cái chỗ mà có rất là nhiều những các loại máy móc ở công nông thì tôi biết đấy là cái khu xây dựng và nghĩa là chuẩn bị đến cơ quan của tôi. Đã từ nhiều năm nay rồi thì người ta coi cái nghề xoa bóp tẩm quất là cái nghề của người mù và tôi cũng quen là như thế. Thói quen đi trên những cái con đường quen thuộc thì khiến cho tôi cảm thấy rất là an toàn. Thói quen trong công việc thì giúp cho tôi ổn định. Hay nói một cách khác thì khiến cho tôi cảm thấy an toàn trong cuộc sống với bao gánh nặng về cơm áo gạo tiền. Vì sự an toàn của tôi mà những cái vùng an toàn được thiết lập tại gia đình, tại nơi làm việc cũng như ngoài xã hội. Người khiếm thị muốn sống trong vùng an toàn đó là bởi vì cái môi trường đó họ cảm thấy thoải mái. Họ có những người cùng cảnh. Cuộc sống của người khiếm thị ở Việt Nam thì còn rất nhiều khó khăn. Dù muốn không họ vẫn cứ phải tồn tại và phải kiếm sống. Thì cái công việc để tạo nên cái nguồn thu nhập bền vững cho gia đình nó đã chiếm rất nhiều thời gian. Họ thiếu cơ hội để tạo động lực bước ra ngoài. Tuy nhiên ấy, có những thói quen thì lại giống như nhà bức tường. Sống trong một cái vùng an toàn thì đôi khi sẽ cảm thấy rất là ngột ngạt. Và cá nhân tôi rất là muốn bước đi trên con đường chưa từng quen thuộc, đến với những cái vùng đất vẫn còn rất là mới lạ, để làm những cái công việc mà chưa từng được mặc định. Chúng tôi muốn làm việc với người khiếm thị và cùng với cả những người sáng, có thể tạo nên một cái sân chơi để mọi người có thể hiểu nhau hơn. Từ đó những cái khoảng cách của khuyết tật và không khuyết tật được thu hẹp lại. Đây là cái giải chạy đầu tiên dành cho người mù tại Việt Nam. Không biết là người khiếm thị có tham gia nhiệt tình không, có dám, họ có muốn chạy không? Thì điều đó nó là một cái câu hỏi rất lớn. Còn chúng tôi chấp nhận thất bại. Nếu phải thất bại thì chúng tôi sẽ đón nhận nó thôi. Tháng 11 năm 2017 đấy, mình mới biết có cái giải chạy cùng với tôi do Trung tâm Việt Nam và những người bạn phối hợp với Hội Người Mù thành phố Hà Nội để tổ chức. Thì mình bắt đầu tham gia nội dung chạy. Chạy là một cái nội dung mà có lẽ là những người khiếm thị dễ tiếp cận, dễ tham gia, miễn là gì người ta có được cái người thân, người quen có thể sẵn sàng tạo điều kiện giúp đỡ cho người ta. Bên cạnh những cái công việc hàng ngày của gia đình thì vợ tôi đã phải dậy sớm hơn để mà có thể giúp cho tôi có thể tập luyện được hàng ngày. 21 km à, coi mình bình thường mình tập này mình sẽ nhân gấp 2. Hàng ngày thì vợ tôi đạp xe dẫn đường, xe cứ đi còn tôi cứ miệt mài chạy theo. Và hết ngày này qua ngày khác, từ tháng này sang tháng khác. Tuy nhiên thì tôi vẫn không cảm thấy nhàm chán. Chỉ đơn giản là vì trên cái quãng đường ấy thì có rất là nhiều những khó khăn thử thách. Mà chỉ bằng đôi tai cũng như bằng cảm nhận của những người khiếm thị. Có những ánh mắt hiếu kỳ, có những cái lời xì xào, ái ngại của mọi người xung quanh và có những cái phút giây rất là hoang mang, mệt mỏi. Tuy nhiên ấy là mỗi một km mà tôi chạy qua thì cũng là một km mà tôi đã vượt qua được những cái khó khăn và thử thách ấy. Vùng an toàn thì không đem đến cho tôi cảm giác chiến thắng được chính mình. Vùng an toàn cũng không đem đến cho các con của tôi cảm giác tự hào về người cha không ngừng cố gắng phấn đấu. Và vùng an toàn cũng không đem đến cho những người khiếm thị như chúng tôi cái sự bứt phá. Chết, người chật sẵn nhé. Thank you.
Minh Anh có biết bố đi đâu không? Bố đi làm gì nhỉ? Chạy. Con chúc bố điều gì nhỉ? Con chúc bố chạy khỏe. Ui, chúc là nặng quá rồi, hai đứa nặng quá. Rồi, về mẹ nhá. Bố đi đây. Chào bố. Bye bye. Bạn dẫn chạy cho tôi thì cũng là bạn bạn Thế Lâm ấy, tìm đủ các phương pháp để cho tôi có thể hình dung ra được cái phiên chợ, rồi khung cảnh ngôi trường sống ở thị trấn Đồng Văn này. Hôm nay thì có mà quán hết tranh mất. Quán thú ơi. Ở đây gọi là phở gì đấy cô? Đây là phở thịt lươn. Ngon nhỉ. Vào Đồng Văn này vào Cao Nguyên Đá là chỉ có đá và ngô thôi. Ở đây là gì? Nếu mà cây cỏ sống được thì con người cũng sống được. Bảy phút một cây, 70 phút thì 10 cây, 20 cây là 140, 240 là 2 tiếng rưỡi, 2 tiếng rưỡi. Đó, thế nó nhìn thấy cho nó bảo mà. Đây nha, ví dụ như này. Di chuyển chậm nó. Đã phát hiện thấy một khuôn mặt ở bên phải phía trên của màn hình. Thiết bị quá gần đối tượng. Thiết bị quá gần đối tượng. Nó bảo thiết bị quá gần đối tượng nha. Đây là bánh mông đúng không nhỉ chị nhỉ? Cái này có cái loại của trẻ con không nhỉ? Trẻ con có. Đấy cho em hai cái của trẻ con này. Trẻ con mấy tuổi? 4 tuổi, 7 tuổi. Cái này của nó 4 tuổi đây à? Màu xanh da trời với lại cam với đỏ đấy. Thế cái này nó chỉ có váy, nó không có áo à? Có đó. Đây, cho cái túi bóng vào đây. Ôi anh không quan tâm màu à? Ôi màu gọi là cái màu đây là màu Hà Giang. Màu Đồng Văn. Được. Bọn tôi đến sớm với mục đích là để anh Việt có thể quen được với khí hậu và cả với không gian xung quanh Đồng Văn và cả với trên đường chạy nữa. Nhưng bọn tôi đã đi đến đúng đến cái điểm quay đầu của cự ly 21 km. Thì điều đó để anh Việt có thể cảm nhận hơn, rõ hơn. Đấy, bên phải, bên trái nó có gì? Dưới cái nền đường này, nó có vẻ như nó không hẳn là bê tông như là đường bình thường ấy. Nhưng bên cạnh hình như cũng có cả cây cối gì đúng không? Ừ, thì đây bắt đầu đây. Vào đèo đầu tiên này. Đây bắt đầu lên đèo đấy. Trong cái quá trình mà chúng tôi đi thực nghiệm cái chặng đường để chuẩn bị cho buổi chạy, bạn cũng đã có cái sự mô tả rất là chi tiết về cái lộ trình, cái quãng đường, từng cái đoạn cua, cũng như là những khung cảnh ở xung quanh. Ở gần thì có những đồi núi, nhà cửa, những cái triền núi thì người ta trồng ngô như thế nào. Phải chú ý thì mới nghe được. Tiếng lách cách ấy. Ở đây người ta đi làm nương ấy thì kể rất xa, người ta khi người ta cuốc nó vào, tiếng nó va vào đá thì mới đều nghe tiếng ấy. Lách cách nghe, biết. Anh đi nó là cái đặc trưng. Đúng rồi. Qua cái lời kể, qua cái sự mô tả của bạn Lâm thì tôi cũng đã hình dung nó rất là rõ nét. Thôi bây giờ mình đi hết cái nương này là lên núi. Bây giờ bạn đi hết nương này là xuống vực. À xuống vực, tức là thung lũng. Lại là núi. Núi. Ôi! Đấy. Đấy nó vọng đấy, đúng rồi. Không phải không. Đấy, vọng đấy. Vọng đấy, đúng rồi. Chứ vỗ tay không công lực bằng người nói. Đúng rồi. Ôi! Còn một khóa nữa, khóa sau, khóa dưới.
Con gái nó chắc nhỉ, cái này cũng của con đấy đúng không? Anh ơi, phải cài cái này vào. Lúc đó, chạy thì nó mới đỡ. Không nhé, mà phải nới cái này ra. Phải nới cái này ra là nó hơi chật. Nó phải bó vào người thì không, nó mới không bị chảy ra. Mới lắc nó không bị lắc đúng. Lúc qua anh ngủ được không? Anh ạ? Ừ. Anh qua nhớ nhầm, qua không thức dậy thế nào nữa. Không phải em cũng hồi hộp phết đấy. Cũng nằm mãi cũng được ngủ rồi. Anh không sợ? Sợ gì nhỉ? Thiếu gì thứ sốc nhiệt chẳng hạn. Quên đi em ạ. Được, sẵn sàng thế là tốt. Ngày hôm qua thì thấy nó vẫn còn nguyên khí thế. Nó hừng hực lắm. Nhưng mà năm đến bây giờ thì lại cảm thấy nó mình đang có cái tâm trạng nó đang lo. Anh Việt, sẵn sàng chưa? Chưa. Chưa. Quả thực là cái con số 21, 21 km thì nó vẫn là một cái gì đó vẫn vượt ngoài cái sự tưởng tượng của mình. Chậm thôi, chậm nhé, đúng rồi. Anh thở đều, hít sâu ạ. Are you guys ready? We're gonna start the run in 5, 4, 3, 2, 1, go! Con đèo này thì có dốc rất là gắt. Và điều đó thì làm cho người chạy sẽ rất là bị hao sức rất là nhanh. Tôi rất là muốn chinh phục cái quãng đường bán marathon 21 km ở Đồng Văn, Hà Giang. Ở chặng đường này vốn nổi tiếng về sự hùng vĩ và thử thách sức người, nhưng tôi sẽ tiếp tục. Bởi vì cuộc sống thì vốn đã tạo cho những người khiếm thị như chúng tôi rất là nhiều những khó khăn thử thách. Tuy nhiên là trải qua gần 40 năm rồi mà không lẽ tôi lại cảm thấy e sợ. Đây là một thử thách thật sự cả với anh Việt, với cả tôi nữa. Cái dốc đầu tiên thì nó quả thực là một cái thử thách rất là lớn, bởi vì khi đó mọi người cũng chưa quen với cái cung đường chạy và chưa quen với cái cảm giác lên dốc, cho nên là mọi người đều rất là mệt, rất là vất vả. Còn một cái góc nữa phải lên. Ôi, có thể phải đi rồi đã. Hả? Đi bộ nhanh nhá. Cố gắng. Nó bào mòn cái sức của mọi vận động viên rất là lớn. Tuy nhiên là sau đó thì nó cũng đã quen dần. Nói về cảm giác qua đôi chân ấy thì quãng đường ở trên này thì gần như rất ít những mặt phẳng. Khi mà mình đặt chân xuống thì chân mình bao giờ cũng có một cái cảm giác, có một cái độ nghiêng nhất định. Đó là điểm khác biệt so với tất cả những cái nơi mà mình đã từng chạy. Người chưa tiếp xúc với người khiếm thị bao giờ thì họ sẽ nghĩ, ơ, có nhìn thấy gì đâu mà chạy, tại sao lại chạy, con này bị điên à? Cái vấn đề đó là chúng ta phải khắc phục sao này. Nếu mà một người khiếm thị muốn chạy được thì họ sẽ phải định hướng được không gian và đường chạy. Thì đó chúng ta sẽ cần có một người trợ giúp, một đôi mắt khác để có thể giúp họ đồng hành cùng với lại định hướng trong quãng đường chạy. Chạy chạy. Cố lên. Cố lên. Có tôi đi sau, tôi tiếp sức cho bạn ơi. Em đau bắp chân rồi. Tôi đau cả trên rồi, bắp chân đấy. Đau ở trên đầu gối rồi này. Anh Việt có kỹ năng điều hướng rất tốt. Trái đi đi, trái đi đi. Từ có xe đằng sau. Tiếp đi. Thông qua đôi tai, âm thanh của phương tiện đi lại là mình có thể hình dung ra được cái quãng đường nó vòng vèo như thế nào. Gần như là hai bên là một, bởi vì anh Việt cũng có thể cảm nhận cái mạch máu mà ở khuỷu tay tôi. Anh ấy có thể đoán được rất nhiều thứ về sự mệt mỏi hay là cả với cả nhận thức của tôi trong cái cung đường này để anh ấy điều chỉnh được cái tốc độ chạy.
sau này mới biết rằng là cái tình hình sức khỏe của Lâm từ lúc chuẩn bị xuất phát đã không được tốt rồi. Trên cái chặng đường quay trở về và thì bạn dẫn chạy của tôi bắt đầu mới gặp cái vấn đề về sức khỏe, thì quả thực lúc đó tôi cũng rất là lo. Em bị ngộ độc. Cái lúc mà anh em dậy mà em vào lúc 3 giờ kém ấy hả? Ừ, không, trước đó em đã dậy rồi. Tối qua đi ra có ăn uống gì không? Không. Chính vì thế cho nên là lúc mà em vào ấy, em mới mang cái loa để cho anh đỡ mình nghe cái, để cho đỡ xuống tinh thần. Bởi vì lúc 1 giờ em thấy khó chịu. Hôm qua tôi bị cảm một chút, suýt nữa hôm nay sáng nay đã phải bỏ cuộc. Đấy, lúc sáng em xong em có dám ăn gì đâu. Đấy, xong là làm hộp làm bịch sữa. Thực sự rất mệt, đến cái đèo cuối. Đấy thì chính anh Việt lại là người động viên tôi để có thể tiếp tục được cái hành trình. Em khi mệt hơn anh ấy, anh mỗi đau chân thì không mệt bằng em nào. Cho mình mượn thì, cho mình cười. Anh ngồi đây nước anh. Qua em khám sức khỏe anh à? Cố lên! Cái may mắn đó là tình hình sức khỏe của bạn Lâm không quá tồi tệ và đã có thể lại tiếp tục hai anh em cùng động viên với nhau để giúp nhau hoàn thành được cái chặng đường ngày hôm nay. Rồi rồi, đẹp rồi. Tiếp đi. Tiếp. Tiếp đi. Đẹp rồi, sắp quay đầu rồi. Thẳng đi. Không phải nhanh, chậm thôi, vừa thôi. Vừa thôi. Tôi xong rồi. Tôi muốn nằm rồi ông ơi. Không cự được không ạ? Anh chúc một cái khỏe. Chỉ nói anh đau chân. Cố lên. Sải chân ra để chạy nhưng mà chân nó đã không nghe theo. Rất là đau mà mình không thể chạy được. Là để cho quên bớt cái sự mệt mỏi thì tôi cũng luôn luôn tưởng tượng những cái sự mong mỏi của những người thân của tôi. Cảm giác như con nó đang đợi ở vạch đích này. Mình đang phải cố gắng nhanh hơn nữa để sớm về được ôm hôn các con. Well done, guys. Rồi, try on. Đường dài không ngại bước chân. Đây được rồi con này. Đây con kể cho mình nghe gì.
được chưa? Được. Cầm tay nhau. Ừ, cầm tay nhau, thế là được rồi. À, thì Minh Anh thì lấy cái giấy khen của bố ra con để đọc cho là con đọc được không? Thành ly của vận động viên khiếm thị. Mình đã đợi chờ từ lâu rồi. Mình cũng là con người rất là muốn để chinh phục những cái cự ly. Khi người ta chưa thấy, người ta đều cảm thấy là lạ và tò mò. Nếu mà chúng ta cứ đứng ở tại chỗ thì chúng ta chẳng bao giờ đến được một cái đích nào cả. Và muốn đến những cái đích đó chỉ còn một cách là chúng ta phải cố gắng, phải tiến về phía trước thôi. Gần về đến nơi thì mình cảm nhận rất là rõ cái không khí, cái sự tưng bừng náo nhiệt của cái vạch đích, và đó đã giúp cho mình có hoàn thành nốt những bước chạy cuối cùng. Nó không chỉ là một cái chạy mà chúng ta chỉ chăm chăm hướng mục tiêu về đích, mà đó là cái hành trình mà chúng tôi đi từng bước chân trên mã Pì Lèng này. Cái đích của chúng tôi hướng tới đó là mọi người nhìn nhận rằng người khuyết tật có thể làm được. Mỗi một cái bước mình tiến lên, mình tiến về phía trước, giúp cho mình có được sự tự tin. Mỗi ngày mình sẽ trưởng thành hơn, mình sẽ cao lớn hơn, ngày càng vươn cao hơn được trong cái bầu trời này, chạm tới những cái xa hơn ở phía trước của mình.